San Go chưa Cosmos no desu. Xin chào tất cả các bạn mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu video số 2 về Gen Taiotsu Tsukamu trong sách đọc hiểu N2 của học Nhật Cosmos nhé. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với một dạng bài nói về Oshirase, đó là cái dạng sự thông báo. Và câu hỏi của chúng ta đó là gì đây? House ni Rin san wa. E ue no youna oshirase o -shiraseo. 受け取った内容として最も適切なものはどれか Cái dạng câu hỏi mà à, Nội dung nào sẽ là thích hợp Phù hợp nhất với cái nai -yo của bài Thì đó là chính là dạng câu hỏi Về việc mục đích của bài này là gì Vàお知らせ này là Của ai, thông báo đến ai Thì đó là từ cái Shibuya House này Thông báo đến Shibuya House Kyôjūsha nghĩa là những người mà sống ở tòa nhà Shibuya House này thì dạng thông báo nó sẽ có cái đặc điểm gì? Thì chúng ta nhìn nhá, ngay từ đầu nó lại là một lời chào hỏi rồi. Một lời chào hỏi gì đó, tạm thời chưa cần về dịch vội. Tiếp theo thì chúng ta cũng thấy sa tệ, tsukimashite wa và nao. Và đằng sau nó kiểu gì cũng là nội dung quan trọng. Ví dụ, sa tệ kuru sangatsu chị House -no -te -no -node Ngày 15 tháng 3 sắp tới thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ các thiết bị điện mà thuộc về Kyoto Bung, nghĩa là chỉ là dùng chung thôi, những thiết bị điện dùng chung thuộc tòa nhà Shibuya House này và do vậy là chúng tôi gọi lên đã cộng một Do vậy thì sao ạ? Các khi nội bừng kiểu như bộ Den Tonari thê mo chi ta Do vậy là trong cái thời gian bên dưới á, thì trụ sẽ tiện bị mất điện cái bộ phận mà kiểu như bừng những cái phần mà dùng chung. Thứ hai đó là e-re-be-ta cũng sẽ tạm dừng. Go phụ bê ngô Yoroshiku <laughs> có thể là chúng tôi sẽ tạo ra hoặc gây ra cái sự bất tiện này nhưng mà xin quý vị hãy hỗ trợ giúp đỡ nào có no tenke niyoru kako no te denwa ousan hơn nữa hoặc ngoài ra thì cái mất điện theo từng kako thì không có xảy ra vậy thì chúng ta đã hiểu được qua cái nội dung rồi bây giờ chúng ta cùng nhau soi lại cái gợi ý trả lời nhé ít sử từ 9 giờ cho đến 11 giờ ngày 15 tháng 3 thì toàn bộ cái Shibuya house này này sẽ đen sử được toàn bộ này có đúng không ạ thì chúng ta nhìn thấy ở đây là gì ạ chỉ có kêu bơ mới tê đen thôi đúng không ạ còn các cô nóen quá, mà xem thì đó là hai cái mà chúng ta phải hết sức chú ý Vậy thì ở đây không có được nha. 2 3 3 15 nhật no 9 giờ đến 11 giờ mà để điện khí thiết bị ở tên kiến sưu gà, điện hoa Trong thời gian này thì chúng tôi sẽ kiểm tra các thiết bị điện nhưng không có mất điện. Cái này đúng không? No no đúng không? Bởi vì kêu yêu bước bừng là tê điện elevator còn dừng cơ mà. Vậy đáp án 2 này cũng là bắt luôn. 3 3月15日の9時から 11時まで đó là kiêu yêu bưu bừng thì mất điện và ta không có dùng được thì chúng ta thấy rằng là nó có nằm trong cái nội dung của tsukimashite này tạm thời để đấy đoạn đúng không? Yung bảo Sangatsu 15 nichi 9 kara 11 chi denki tenken de jibun no sunde iru Trong cái thời gian này bởi vì sẽ kiểm tra thiết bị điện nên là cái heiyao, cái căn phòng mà bạn đang sống á, sẽ bị mất điện Điều này là điều sai Đúng ạ, vì sao ạ? Vì nó tê đen shinai mà no tê đen wa Vậy thì đáp án ở đây chỉ có thể là samba Đáp án số 3 Và chúng ta cũng cần chú ý Đó là cái form của một oshirase Thường họ sẽ có ngày tháng năm và gửi đến ai Và tiếp theo là cái chỗ này sẽ chính là cái tiêu đề của oshirase và sẽ là chào hỏi gì đó Sau đó thì nhờ mơ cái gì Sau đó thì thêm cái gì đó thì nào Cuối cùng là thông tin của cái bên họ gửi này Thì trong bài thì chúng ta thấy có một cái số cụm từ Ví dụ như là go nichi", Thì nó chính là mang cái nghĩa là gì Sắp tới Cái ngày mà 15 tháng 3 sắp tới. Tiếp theo này, go ren đắc cự mosiagemas chính bằng ren Shimas. Đây là cách nói khiêm nhường ngữ. Tương tự te itashimas cũng vậy, rất là khiêm nhường ngữ. Bình thường chúng ta có phu bengo nhưng bây giờ người ta rất lịch sự, người ta là go phu okake itashimas. Cuối cùng Gozaimasen chỉ chính bằng arimasen Và trong bài thì chúng ta thấy có kyoyo Đó là cái gì đó dùng chung Denki setsubi, thiết bị điện Teki là định kỳ Tenken là, là kiểm tra Kako này chính là mỗi hộ gia đình nhé Okona là tiến hành tổ chức Kaki là ghi bên dưới Teren suru là mất điện Ngoài ra trong bài thì cái câu đầu tiên là có cái là Jika masu masu go se no koto o yorokubi moshiage Thì ở đây chúng ta có từ jika Trong ý là dịp này Còn se này chính là chữ thanh và chữ tường Mang nghĩa là gì ạ? Thể hiện cái sự sức khỏe và hạnh phúc á Thì ý cái câu này là gì Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc và như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu với một dạng Oshidase để chúng ta nắm bắt được cái nội dung cái mục đích của cái Oshidase này là gì và hy vọng rằng các bạn đã có thêm kỹ năng cũng như là cách để tìm ý trả lời nhé và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Osecho Arigato Gozaimashita